Alo, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền đất nước quê hương Việt Nam thân yêu. Một số những thành phần bất hảo, tụi chống cộng ở hải ngoại, tụi nó câu view, câu like, nó có kênh, nó lên đó, quý vị thấy nó mặc áo vest, rất cà vạt, rồi nó dùng những cái kỹ thuật khoa học cao. Ngày hôm nay nó làm nó giống như là nó những cái chuyên gia bình luận về chính trị, những chuyên gia về những cái người mà gọi là về tin tức truyền thông đồ. Nó lên nó bắt đầu nó bình luận, nó xuyên tạc để làm nó câu view câu like. Nhưng sự thật ngoài đời, những cái đa thành phần đó, nó những cái thế giới mà gọi là trí thức, tụi nó không có cửa. Tôi nói anh chị, nó chỉ lên mạng nó lừa được một số người mà nhẹ dạ cả tin thôi. Thấy nó lên mạng nó làm, nó dàn chặn màn hình màn ảnh, rồi những kênh view của nó thấy rất là ghê gớm, tưởng đâu mấy người này chắc là dân cũng phải là trí thức được. Nhưng thật sự ra ngoài đời, cái dân bản xứ nhìn tụi nó bằng nửa con mắt. Các bạn thấy thằng Trương Quốc Huy không? Bà mẹ cái thằng đó nó khùng khùng, nó điên điên, mà nó tối ngày nó lên trên mạng nó câu view câu like, nó chửi chính quyền, nó ụ, nó éo, nó đẹp, nó địch, nó đeo, nó làm đủ kiểu đủ cách đó. Còn cái thằng Lý Sào Phạm cũng vậy, tối ngày hết khai dân trí, rồi bây giờ nó khai con mẹ nó cái gì trên đó, cái lũ ô hợp nó khai gì. Rồi thằng mấy cái tổ chức Việt Tân đồ toàn là lừa đảo. Những cái nhóm chống cộng ở bên hải ngoại, tôi nói chuyện các bạn, mấy chục năm nay tụi nó toàn là một cái lũ lừa đảo không. Nó lừa đảo những cái sự ảo tưởng của những con người. Họ cứ tưởng tượng là sẽ lật đổ cơ chế Việt Nam và vực dậy một cái chủ nghĩa của chế độ cũ mà nó không còn tồn tại nữa. Bây giờ nó đem ra nó ca ngợi ngày xưa thế này thế nọ. Tôi hỏi anh chị các bạn, chế độ cũ của ngày xưa có hơn cả nửa triệu binh sĩ Mỹ, nửa triệu binh sĩ của Mỹ thiện chiến đến với Việt Nam, mà Mỹ chi viện biết bao nhiêu tiền của. Tôi chưa nói đến những đồng minh của Mỹ, nào là Nhật, Úc, Canada, Anh, Pháp, Nam Hàn, biết bao nhiêu để đặng mà dựng lên một cái chế độ ngụy Sài Gòn năm xưa. Cuối cùng thì nó sụp đổ. Bây giờ tụi nó ngồi đó, nó ca ngợi, nó hát bài ca con cá ngày xưa là chế độ của tụi nó là tốt lắm thế này thế nọ. Toàn là ô hợp, có gì ra đâu. Hết thằng Mỹ cuốn cờ xong, Nguyễn Văn Thiệu ngồi trên chiếc trực thăng khóc sướt mướt tới nỗi mà Nguyễn Văn Thiệu chửi Mỹ, hận Mỹ tới nỗi mà không chịu đi qua bên Mỹ, ổng tị nạn. Các bạn thấy nó chớ chiêu không? Ổng phải qua Đài Loan xong rồi ổng qua bên Anh, rồi sau này người ta nói ổng dữ lắm, ổng mới qua lại Mỹ ổng ở để đặng mà gọi là cho chọn tình nghĩa với lại là bố Mỹ của họ. Các bạn thấy nó nhục nhã giả man. Cái những cái thành phần mà chống phá chính quyền hiện nay, quý vị hãy hết sức cẩn thận. Trước khi tôi về nước, tôi thấy một số quý vị mở kênh, tụi nó ngồi nghe ra rả, nó làm cho đầu óc của mình bị tăm tối, nó làm cho mình bị mù mờ. Con người mình sẽ sống, mình sẽ bị tụt hậu, mình sẽ bị bỏ rơi ra phía đằng sau. Thế giới, xã hội, con người, nhân loại ngày hôm nay người ta đang đi tới, với người ta không đi lui. Nhưng mà cái tụi chống cộng, những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó là những thành phần gọi là dị hộm. Nó dùng những cái chính sách ngu dân để đặng nó tiên truyền, nó rỉ tai vào trong những cái người dân mà gọi là có những cái hiềm khích bức xúc cơ chế hay chính quyền, rồi bắt đầu hù heo để đặng mà chống phá, chẳng ích lợi. Các bạn muốn cái đất nước Việt Nam này ngày càng tốt đẹp hơn thì mỗi chúng ta phải là một công dân tốt, mỗi chúng ta phải là một người công dân tốt, có ý thức và hiểu biết, cùng nhau xây dựng đất nước
để cơ chế ngày càng được hoàn hảo hơn. Cái cơ chế chính quyền từ đâu mà ra? Từ dân mà ra, chứ không phải tự nhiên rồi, không phải như những cái quốc gia độc tài hay là những cái quốc gia mà chính trị theo kiểu mà bịp bợm như hằng Mỹ hay những cái quốc gia tư bản. Các bạn thấy thằng này 4 năm 6 năm làm tổng thống, cầm quyền cầm chức, bắt đầu lên ăn chọc đầu chọc cổ, gây biết bao nhiêu cái nan đề hệ lụy cho đất nước. Rồi không được, hết nhiệm kỳ xuống về nghỉ hưu xong hạ cánh an toàn, rồi không phải lo, không phải gì phiền phức gì nữa hết. Các bạn thấy như Bill Clinton tham nhũng, vừa làm biết bao những cái chuyện mà gọi là tài trời, vi hiến pháp luật, rồi cuối cùng có đi tù đâu. Bà Hillary cũng vậy, những cái bằng chứng nó có sờ sờ đó, mình có ai đụng dám đụng gì đâu. Lên làm tổng thống về xong kiếm được vài trăm triệu bỏ túi, rồi đi lên rao giảng đạo đức giả. Obama cũng vậy thôi. Các bạn thấy Obama làm tổng thống 2 nhiệm kỳ xong rồi về kiếm được hàng trăm triệu đô bỏ túi, sắm biệt thự giờ như là vua vậy. Rồi cái hệ thống chính trị của ông Biden hiện nay các bạn nhìn thấy nó thối nát từ trong gia đình, dòng họ anh em của ông Biden. Các bạn thấy nó thối nát, nó tham nhũng, nó bao che, nó sống con ổng thì sống, các bạn biết, đàn điếm chơi bời, không có trình độ học vấn mà vẫn ngồi ở những cái chức vụ cao. Ai làm được nó đây? Để bây giờ người nào dám đụng vô nó đấy. Cái đảng Dân Chủ bây giờ các bạn thấy gia đình của bà chủ tịch Quốc hội Mỹ, bà Nancy, các bạn nhìn thấy cái bà đi đó. Bà ngồi trong Quốc hội đó, bà kêu chồng con bà quản lý về vấn đề mà chứng khoán, là khi nào đó để ý những cái nào cần phải mua, là gì tụi nó thao túng nhau, họ làm giàu bằng cái cách đó. Các bạn thấy không, họ kiếm tiền bạc trăm triệu, tiền tỷ đô rất là dễ, tham quyền cố vị mà ai dám đụng vào, ông Trump ông lên ông cầm quyền ông tát cạn đầm lầy. Các bạn thấy ông tát hoài, ông tát không nổi, một mình ông tát. Ông muốn làm cho nước Mỹ thịnh vượng trở lại. Có nhiều người không hiểu, nói là cái câu Make America Great Again không có nghĩa là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nếu đúng theo ông Trump, ông là một cái người kinh tế gia, ông không phải là một người chính trị gia, cho nên chúng ta cần phải nhìn ông về một người mà gọi là kinh tế gia, rằng ông đã nhìn thấy cái sự thối nát của bộ máy chính quyền Mỹ từ biết bao nhiêu đời tổng thống. Nó tham ô thối lộ, nó sống trên nhung trên lụa, nợ nần chồng chất, đè trên đầu những cái người dân lao động phổ thông. Ông thấy được điều đó, ông đau lòng, bởi vì chính ông cũng bước trên con đường sự nghiệp rất là vất vả, trăm bề. Ông phải đấu đá đi từ những cái thằng mà quận trưởng, từ những cái thằng thống đốc, ông từng tụi nó từng tìm cách cũng dứt ông văng lên bờ xuống ruộng. Những cái dự án ở bên New York cũng vậy, các bạn đâu có giỡn đâu. Ông thấy tụi nó bao che nhau từ những bộ máy tư pháp, rồi bên những cái thượng viện hạ viện, nó tham nhũng nó thối nát, cho nên ông phải quyết tâm bước vào con đường chính trị. Mà khi một người kinh tế gia như ông bước vào con đường chính trị thì ông sống cái cách ngoại giao của ông quen rồi, có làm sao tao nói như vậy. Mày làm được thì tao khen mày, mày làm không được thì tao chửi mày. Nhưng mà tao chửi mày là để gì? Để cho mày khá lên đó, để cho mày làm tốt hơn. Cái cách hành xử của ông Trump là như vậy. Đó là lý do các bạn thấy cái khẩu hiệu của ông là làm cho nước Mỹ thật sự là thịnh vượng trở lại, chứ không phải là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Mỹ chưa bao giờ gọi là vĩ đại. Chỉ có những người họ cuồng Mỹ, họ nghĩ là Mỹ là vĩ đại. Mỹ phải nó thịnh vượng trở lại, tại vì nó đã quá ư là nợ nần chồng chất,
bây giờ đã 30 mấy ngàn tỷ rồi. Các bạn nghĩ đi, cái nước Mỹ nó bị thao túng cả một cái cộng đồng thế giới, ngay cả một cái đất nước Việt Nam nghèo ngày nào đó bây giờ vẫn lại là một chủ nợ của nước Mỹ. Bây giờ Việt Nam đã có thể thao túng được chính trị Mỹ rồi, thao túng được thị trường kinh tế của Mỹ rồi, tại vì mình đã làm chủ được một phần đất nước Mỹ, có nghĩa là mình có quyền thao túng, mình có quyền nắm được một cái con cờ để rằng mà mình chiếm lấy cái thị trường đó, và cái mặt chính trị của Mỹ, để rằng mà mình tạo cơ hội cho đất nước phát triển. Các bạn thấy không? Khủng khiếp không? Một cái đất nước mà gọi là từng là thù địch nhau, cụ thù nhau, bây giờ ngược lại mình đã trở thành một quốc gia có thể mình nắm được cái tài sản của thằng Mỹ trong tay mình. Nó khủng khiếp vậy. Cho nên ông Trump ông thấy những cái điều đó nó quá bất công cho những cái tầng lớp lao động phổ thông, dân trung lưu ở Mỹ phải nai lưng ra đóng thế. Cho nên thời của ông giảm thế cho dân trung lưu, giảm thế cho tiểu thương, tạo điều kiện cho những người tiểu thương phải có cái cơ hội để họ buôn bán kinh doanh và họ đóng thế vào cho chính phủ. Và nhiều người đi làm, người dân trung lưu ai cũng có công ăn việc làm ổn định và đời sống vật giá nó không có bị khủng hoảng như hiện nay. Các bạn thấy có nhiều Lệ Minh nè, mình đâu có trốn đâu. Bye bye anh chị các bạn.